trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật Trung ương với hơn 40 năm kinh nghiệm trong công tác đào tạo, là một trong những trường top đầu về đào tạo cao đẳng tại miền Bắc. Trường có gần 100 cán bộ giảng viên tâm huyết với nghề, hơn 80% số cán bộ, giảng viên có trình độ từ thạc sĩ, tiến sĩ. Nhiều giảng viên tốt nghiệp cử nhân loại giỏi trong và ngoài nước. Trường cách khu đô thị Vinhome Ocean Park chưa đầy 1 km, dự án bãi biển nhân tạo lớn nhất miền Bắc. Nơi đây hứa hẹn sẽ là trọng điểm kinh tế của vùng trong tương lai. Cơ sở vật chất: 60 phòng học lý thuyết, 7 phòng thực hành tin với hơn 450 máy tính hiện đại, 10 phòng thực hành điện, điện tử, điều khiển lập trình PLC, 4 phòng thực hành may và thiết kế thời trang với hơn 250 máy, 1 phòng máy chuyên dùng và 1 phòng rác sơ đồ. Thư viện của trường có diện tích hơn 1.600m² với hơn 10.000 đầu sách và 40 máy tính truy cập Internet phục vụ công tác giảng dạy và học tập của sinh viên. Khu vực giải trí và luyện tập thể thao bao gồm 2 sân bóng đá cỏ nhân tạo, 1 sân bóng rổ, 1 sân bóng chuyền và nhà thi đấu đa năng rộng 1.500m². Hệ thống ký túc xá khang trang gồm 2 tòa nhà 4 tầng với các phòng ở có công trình phụ khép kín và đầy đủ tiện nghi sinh hoạt cho trên 1.000 sinh viên. Đặc biệt miễn phí 100% tiền phòng ở ký túc xá cho tất cả sinh viên, học sinh của trường trong học kỳ 1 khi mới bắt đầu nhập học. Chương trình đào tạo gắn liền với nhu cầu doanh nghiệp. Trường phối hợp với các cán bộ của doanh nghiệp xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn đầu vào doanh nghiệp, đảm bảo sinh viên sau khi vào doanh nghiệp có thể bắt kịp tiến độ công việc, không mất công đào tạo lại. Tổ chức đào tạo các ngành nghề mà doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng cao, thuộc các lĩnh vực như may mặc, kỹ thuật điện điện tử, công nghệ thông tin, kế toán, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng. Cơ hội trải nghiệm thực tế. Sinh viên trong quá trình học tập được tham gia thực hành trực tiếp tại các doanh nghiệp liên kết với nhà trường, vừa tăng kỹ năng chuyên môn vừa thêm thu nhập để trang trải học tập và sinh hoạt. Đối với sinh viên, giỏi trở lên. Nhiều năm qua, trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Trung ương chúng tôi luôn chủ động trong liên kết đào tạo theo đơn đặt hàng từ phía các công ty, các doanh nghiệp.